bé kể không bao giờ dám đi học chung với bạn. Xem video, ai cũng hiểu nguyên do. Mới đây, một cô bé đã chia sẻ rằng mình không bao giờ dám ngồi xe đi học chung với con bạn chí cốt nữa. Không thể đặt niềm tin và số phận cho đứa bạn, bởi một lần bất tín, vạn lần mất tin. Nghe đến đây, ai cũng tò mò nguyên nhân cho đến khi xem được đoạn clip ghi lại cuộc va chạm kinh hoàng. Mặc dù sát thương vật lý thì không bao nhiêu, nhưng sát thương tâm lý thì dương vô cùng. Theo đó, một đứa dám chở, còn một đứa dám ngồi, đang tung tăng trên đường đi học về với một bản nhạc líu lao cực chịu ở trên môi, thì tự dưng chiếc xe lao thẳng vào gốc cây, hai cô bé ngã lộn nhào xuống đường, chiếc dép thì bay từ Hà Nội đến tận Bình Dương, bay lên tận 9 tầng mây vì cú va chạm mạnh như sấm sét. Anh riết nhiều cái thấy mệt ghê, vậy bởi vậy nhiều lúc bất mãn không nói luôn thiệt tình. Mặc dù sự cố chỉ làm xây xát chút xíu và không có vấn đề nghiêm trọng, thế nhưng kể từ đó không ai thấy cô bé ngồi sau đi chung xe với cô bé cầm lái nữa. Thậm chí suýt nữa thì cạch mặt nhau chỉ vì câu nói mày cứ yên tâm ở tay lái của tao. Mày không hớt được tao buông chay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.